Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thực phẩm sạch cho người Việt phát sóng trên kênh truyền hình VOVTV thứ bảy hàng tuần. Như thường lệ, ngay bây giờ sẽ là những nội dung chính có trong chương trình ngày hôm nay. Hưng Yên tiêu hủy hơn 6.000 lít rượu không rõ nguồn gốc. Ngành chè vẫn loay hoay với bài toán thương hiệu. Quảng Nam, dưa hấu Kỳ Lý được mùa giá cao. Thưa quý vị và các bạn, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Hưng Yên vừa tiêu hủy hơn 6.000 lít rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ và không đảm bảo chất lượng. Toàn bộ số rượu này do các lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ từ đầu năm 2017 đến nay với trên 20 vụ vi phạm. Các vụ vi phạm tập trung nhiều tại các huyện Văn Lâm, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Kim Động và thành phố Hưng Yên. Trong đó, nhiều đối tượng vận chuyển rượu là người trú tại thôn Trương Xá, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, nơi có nghề nấu rượu nổi tiếng ở Hưng Yên. Sau đợt tiêu hủy này, Chi cục Quản lý Thị trường Hưng Yên tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra kiểm soát đối với mặt hàng rượu nhập khẩu, rượu sản xuất thủ công, các nhà hàng, cửa hàng bán lẻ rượu trên địa bàn tỉnh để kịp thời ngăn chặn rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân nâng cao trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh rượu. Tập trung phòng chống rượu giả và rượu không rõ nguồn gốc từ việc nâng cao nhận thức của người dân là mục tiêu trọng tâm mà thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trong tháng an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2017. Với chủ đề sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng chống ngộ độc rượu, tháng an toàn vệ sinh thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh không chỉ thực hiện trong tháng hành động mà trong cả năm 2017. Điểm nhấn của chiến dịch là phòng chống rượu giả, rượu không rõ nguồn gốc, rượu pha chế các chất công nghiệp độc hại. Hiện nay, công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ các hộ chế biến, kinh doanh nhỏ lẻ, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả, tổn dư hóa chất, kháng sinh, ô nhiễm vi sinh vật trong thịt, thủy sản nuôi. Rượu không rõ nguồn gốc, thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu không rõ nguồn gốc. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Đà Nẵng vừa công bố 29 cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời công bố danh sách các cơ sở đã đủ điều kiện chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm. Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng đã công khai tên, nội dung vi phạm, số tiền xử phạt hành chính của 29 cơ sở sản xuất kinh doanh, bao gồm các lò mổ, các cơ sở sản xuất nem chả, đóng gói vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm tại website chính thức của Sở cho người dân và du khách tham khảo. Các hành vi bị xử phạt chủ yếu gồm sản xuất hàng hóa không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố, sản xuất kinh doanh thực phẩm không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, giết mổ động vật ở địa điểm không được cấp phép, mua bán động vật không đủ điều kiện vệ sinh thú y. Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đà Nẵng còn công bố 355 cơ sở được các ngành chức năng kiểm tra, xếp loại, cấp giấy đủ điều kiện chứng nhận an toàn thực phẩm. Thưa quý vị và các bạn, ngành chè nước ta có lịch sử phát triển mấy chục năm nhưng đến nay vẫn chưa có thương hiệu xuất khẩu. Do chủ yếu xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô nên giá chè Việt Nam thấp hơn giá trung bình của thế giới. Các nhà quản lý nhận định hiện nay muốn xây dựng được thương hiệu chè của Việt Nam thì không có cách nào khác là phải tổ chức lại sản xuất. Đây là một trong những doanh nghiệp xuất khẩu chè lớn nhất ở khu vực Tây Bắc với khoảng 2.000 tấn mỗi năm. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Pakistan và Đài Loan. Cũng giống như hầu hết các doanh nghiệp trong ngành chè cả nước, sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là nguyên liệu thô. Đó là những bao chè khô không mang thương hiệu. Từ nhiều năm nay, Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về lượng chè xuất khẩu, song giá bán chè Việt Nam chỉ bằng 60% mức trung bình của thế giới, với khoảng hơn 1.300 đô la Mỹ một tấn. Xuất khẩu nguyên liệu thô là nguyên nhân chính khiến cho giá xuất khẩu thấp. Ngoài ra, ở khâu sản xuất cũng có nhiều bất cập, khiến cho sản phẩm chè Việt Nam không vào được những thị trường khó tính. Norm thì rất tốt như thế, nhưng mà cái quản lý của mình lại khó, cái lỏng lẻo là bởi vì người dân thì vẫn chưa nhận thức được đủ trong vấn đề này. Họ vẫn phun thuốc bảo vệ thực vật nó trộm. Bởi vì dân ấy thì nếu sản xuất trà sạch là buộc phải dùng phân hữu cơ hay phải chăm sóc đúng chu trình thì cái số lượng đầu tư là nhiều hơn. Sản xuất một cách tùy tiện đã lập tức tác động lên chính những người trồng chè. Thị trường ngày càng khắt khe hơn với những sản phẩm chè kém chất lượng. Ngày xưa thì thị trường nó còn cái sản lượng nó cũng chưa vượt cầu, thị trường tiêu thụ nó còn dễ, nhưng đến bây giờ là thị trường nghiêm ngặt hơn, cho nên là cái việc tiêu thụ nó khó khăn hơn.
Đấy là những cái khoan lớn cơ bản của người làm chè bây giờ. Các nhà quản lý cũng thừa nhận muốn xây dựng được thương hiệu chè Việt Nam, hạn chế dần tình trạng xuất khẩu thô thì phải tổ chức lại sản xuất. Và không có con đường nào khác là phải phát triển chè an toàn. Hiện nay thì nổi lên cái vấn đề là phải định hướng sản xuất chè an toàn thì chúng ta mới có thị trường cũng như là mới tiêu thụ được sản phẩm. Hiện nay thì Bộ đã thứ nhất là thành lập cái ban chỉ đạo phát triển chè bền vững để phối hợp giữa trung ương với địa phương, các doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế để làm thế nào chúng ta thu hút được nguồn lực và có những cái giải pháp để thúc đẩy phát triển chè bền vững. Phối hợp với các địa phương là quản lý được từng phần cái vùng nguyên liệu theo chuỗi để chúng ta có thể là sản xuất chè an toàn. Cả nước hiện có hơn 130.000 hecta chè với sản lượng 200.000 tấn mỗi năm, trong đó xuất khẩu đạt 70 đến 80.000 tấn, rất ít trong số đó tiếp cận được thị trường khó tính. Đáng nói là hầu hết chè Việt Nam xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu. Thưa quý vị, dưa hấu Kỳ Lý là thương hiệu nổi tiếng của huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam với diện tích hơn 470 ha, trồng tập trung ở các xã Tam Phước, Tam An, Tam Thành và Tam Lộc. Đây cũng là vùng trồng dưa chuyên canh lớn nhất của tỉnh Quảng Nam. Hiện nay thì người dân ở đây đang bước vào thời điểm thu hoạch rộ với năng suất và giá cả cao hơn mọi năm. Vào sáng sớm, trên cánh đồng dưa hấu ở thôn Phú Điền, xã Tam Phước, người dân ở đây tấp nập thu hoạch những trái dưa mang tập kết ra ven đường để chờ xe tải của thương lái đến thu gom. Nhờ thời tiết năm nay thuận lợi nên các ruộng dưa cho trái đều và có mẫu mã đẹp nên giá cả cao hơn mọi năm, đạt 200 triệu đồng một hecta. Vụ dưa này rất là phấn khởi, dưa được mùa và giá cả cũng là khá là so với mọi năm. Năng suất trung bình của mỗi sào là khoảng 1 tấn 6, mà thương lái mua tại ruộng là khoảng 7.000 đồng trên 1 ký. Giống dưa được người dân ở huyện Phú Ninh trồng là hắc mỹ nhân, có vị sắc ngọt, vỏ cứng, có thể bảo quản được lâu, thích hợp cho việc vận chuyển tiêu thụ xa. Theo người trồng dưa, thời tiết nắng nóng đầu hè năm nay không chỉ giúp cho quá trình thu hoạch dưa thuận lợi mà còn giữ giá thu mua dưa hấu ở mức cao và ổn định. Người ta bảo là nắng tốt dưa, mưa tốt lúa. Nên bây giờ thời tiết nắng nóng là rất chi là phù hợp cho việc là mình lái trái và mình lấy nước hàng định kỳ để cho dưa nó có độ phát triển tự nhiên. Đối với đâu không biết, chứ còn đối với Quảng Nam Phú Ninh cây dưa thì nếu mà các chủ hộ làm dưa thì một sào dưa phải gấp 3 sào lúa nếu được mùa được gió. Qua gần 10 năm kể từ khi được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu dưa hấu Kỳ Lý, những trái dưa của người nông dân ở huyện Phú Ninh đã tạo được thương hiệu trên thị trường. Để đảm bảo ổn định đầu ra cho trái dưa, tránh điệp khúc được mùa rớt giá như đang xảy ra ở nhiều địa phương, huyện Phú Ninh đã có sự điều chỉnh diện tích phù hợp theo từng mùa vụ, không để người dân tự phát mở rộng diện tích. Chương trình thực phẩm sạch cho người Việt hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Quý vị quan tâm xin thông tin về chương trình theo địa chỉ hòm thư và điện thoại của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.